Sáng thứ hai đầu tuần tại Akala Thái Nguyên. Đây, anh em thấy hôm nay toàn những siêu phẩm đến từ Ngọc Trinh thôi nha anh em nhá. Đây là chiếc Mazda 3. Chiếc xe này có tiến, thứ nhất là tiến hành xử lý cái sẹ lồng vè này. Cái lồng vè con này bị sẹ rồi và bên em đã tháo ra để tiến hành xử lý lại này. Tiếp theo đó sẽ là lắp đặt Android Book hơn cho mấy cái bộ. Tiếp theo chiếc xe này lắp một bộ Android Book của Zetec với mã là DX265 anh em. Tích hợp của màn zin của xe nữa, không phải thay màn hình nha, giữ nguyên mọi tính năng và giải trí, tích hợp thêm một màn hình Android lên xe này. Khi mà lắp bộ Android ZX265 này thì tặng ngay bộ camera hành trình. Đấy, anh em nào mà chưa có cam hành trình mà đang muốn lắp Android Book thì đến ngay bên em nha. Tiếp theo đó là cái xe này sẽ dán lại toàn bộ PVF nội thất. Đây, cái chi tiết nhựa bóng này rất dễ xước nha. Và cái anh em dán cái bộ PVF lên thì nó tăng độ bóng rất là cao này. Tiếp theo đây là chiếc Hyundai Tucson. Con này thì các anh nhìn thấy không ạ? Còn chưa lấy biển, xe mới tinh, đang chuẩn bị cho đăng ký. Thì có qua bên em dán lại PVF nội thất, toàn bộ PVF nội thất này. Đây, đây. Cho kỹ thuật bên em đang tiến hành thi công. Đấy, dán lại toàn bộ cái. Đây anh em có thể thấy đây là cái nhựa bóng này cho anh xem rất là dễ. Và cái PVF này thì bên em có cắt máy CNC theo file. Đây anh em thấy là nó cắt theo file hết như này rồi nhá. Nguyên một tấm như này có file cắt hết rồi nên anh em không phải cắt gọt đi trên cái xe của mình à. Tiếp theo đây là chiếc Peugeot. Thì chiếc xe này bị ố rất là nặng thì có qua bên em để xử lý và đánh bóng toàn bộ bề mặt sơn. Tiếp đây là chiếc Toyota Cross. Chiếc này thì cũng qua để dán lại dán PVF và xử lý lại cái con này bị ngấm nước nhá. Qua để xử lý lại toàn bộ cái khoang nội thất và dọn lại toàn bộ nội thất, xử lý vệ sinh lại nội soi lại điều hòa. Đấy, mùi hôi khi mà anh em để lâu rồi nó ngấm vào cái dàn lạnh của điều hòa rồi nhá, tuần hoàn trong đấy là bây giờ mùi rất là hôi và khó chịu, thì qua bên em để xử lý lại toàn bộ như vậy. Đấy. Anh em nào mà đang có nhu cầu độ xe nha, hãy đến với Akala ngay để bên em tư vấn cho các bác. Đấy, anh em muốn nâng cấp ánh sáng này, màn hình này, camera hành trình này, âm thanh ánh sáng đều qua bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác.